Theo dõi tiếp tục bị khóa bình luận tắt kiếm tiền câu chuyện khóa tính năng kiếm tiền tên YouTube tiếp tục là chủ đề được bàn tán liên tục trên cộng đồng nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam sự việc nổi lên trong tuần qua là kênh ẩm thực Tam Mau với hơn 2 triệu lượt đăng ký theo dõi đã bị vô hiệu hóa tính năng kiếm tiền YouTube không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc tắt tính năng kiếm tiền của kênh 2 triệu lượt theo dõi mới đây nhiều kênh YouTube khác ở Việt Nam cũng bất ngờ chia sẻ bị YouTube tắt tính năng kiếm tiền mà không đưa ra bất cứ lý do nào trong đó có những kênh có lượt theo dõi không cao cũng bị khóa, có thể kể đến như Zui Family, LXH. Một nhà sáng tạo nội dung trong nước nhận định, YouTube hình như đang cho ra soát tất cả các kênh kiếm tiền tại Việt Nam. Họ không chỉ khóa các kênh lớn gây chú ý mà còn các kênh với lượt theo dõi không cao. Điều này đang diễn ra đúng với nguồn tin riêng của dân trí. Google đã và đang có hành động mạnh tay trong việc làm sạch nội dung trên YouTube tại Việt Nam trước những phản ánh và chỉ trích mạnh mẽ của người dùng thời gian qua. Một minh chứng khác cũng thể hiện rõ hành động quyết liệt này của YouTube ở Việt Nam đó là việc tắt tính năng bình luận của những kênh YouTube triệu lượt theo dõi khác. Cụ thể, nhà sáng tạo nội dung này cho biết, các kênh hơn 2 triệu lượt đăng ký theo dõi như kênh Hoa Bán Phút, Lâm Vlog, TXT bất ngờ bị khóa bình luận. Dù khóa bình luận không ảnh hưởng đến kiếm tiền trên YouTube nhưng nó sẽ tác động đến sự phát triển của kênh. NGUY làm kênh không thể tương tác với người xem cũng như lôi kéo người xem khác để tăng lượt theo dõi, tăng tiền quảng cáo. Nhà sáng tạo nội dung này cho biết, theo chia sẻ chung của người dùng trên các cộng đồng làm YouTube ở Việt Nam, họ khuyến nghị nhiều nhà sáng tạo nội dung nên rà soát lại nội dung, tránh bị vi phạm khi YouTube tiến hành quét trên diện rộng. Đồng thời, trên YouTube cũng đang xuất hiện nhiều video chia sẻ cách làm video tránh bị YouTube đưa vào danh sách đen trước sự việc YouTube đang thực hiện việc tắt tính năng kiếm tiền, khóa bình luận. Trước đó, một nhà sáng tạo nội dung nhận định việc các kênh YouTube bị khóa tính năng kiếm tiền hoặc tắt tính năng bình luận vì những báo cáo của người dùng về nội dung đang vi phạm chính sách chung của cộng đồng. Google cũng đã lên tiếng trước các phản ánh của người dùng gần đây và cho biết, các hành vi tiêu cực của một số YouTuber làm tổn hại đến danh tiếng chung của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong mắt các nhà quảng cáo, ngành công nghiệp truyền thông và quan trọng nhất là công chúng. Đối với những hành vi này, chúng tôi cam kết thắt chặt các chính sách của YouTube và sẽ thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch hơn. Chúng tôi đã ban hành các biện pháp xử lý mới đối với những trường hợp cá biệt khi hành vi tiêu cực của một nhà sáng tạo làm ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng phát ngôn từ YouTube. Hy vọng YouTube sẽ tiếp thực hiện cam kết chung của mình với cộng đồng bằng các chiến dịch giả soát nội dung thật mạnh mẽ, từ đó thay đổi cách các nhà sáng tạo tiếp cận người xem với những nội dung sạch, có tính chất xây dựng, đẩy lùi những nội dung độc hại gây hệ lụy cho giới trẻ tại Việt Nam. Ra hưng